phần giấy ở giữa này nha. Đấy. Rồi, mày sẽ gấp lại cho mình. Đấy, thì các bạn sẽ gấp lại như thế này cho mình nè. Sau đó thì các bạn sẽ miết cái phần giấy này lại cho mình luôn nha. Đây, miết phần giấy này lại. Đây như này, sau đó thì các bạn sẽ mở ra cho mình nè. Đấy, bước tiếp theo thì sau khi đã có được hai cái phần nếp như thế này rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ mở phần giấy này ra nè. Đấy như này, em sẽ mở ra như thế này cho mình. Các bạn sẽ dùng ngón trỏ nè, các bạn sẽ ép cái phần giấy này xuống phía dưới, cái phần giấy ở phía trong này nha các bạn. Các bạn sẽ ép xuống như thế này, các bạn chỉ dùng ngón trỏ bên này để bóp nhẹ vào đây. Đấy, thì cái phần giấy của mình nó sẽ tự động vô được cái phần nếp này nha. Đấy, như thế này nha các bạn. Tiếp theo thì ở bên này bạn cũng sẽ mở ra nè, mở hờ hờ ra nè. Các bạn sẽ dùng ngón trỏ ở bên đây, các bạn sẽ ép cái phần giấy này xuống. Đấy, sẽ ép xuống nè, ép xuống về dùng ngón trỏ này đẩy nhẹ vào. Đấy, vậy các bạn sẽ viết lại những cái phần giấy này, sẽ cho nó thẳng để giúp mình nha. Đấy, như thế này nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ gấp lại lên trên. Đây, gấp lại lên phía trên. Đây, thì sau khi các bạn đã thực hiện những cái nếp gấp giống như mình rồi, thì các bạn sẽ có được một phần giấy đó, với những một phần giấy như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ lật ra ở phía sau nè, các bạn sẽ lật ra ở cái mặt ở phía sau này. Đấy, các bạn sẽ gấp cái phần giấy này xíu xuống, sẽ cho hai đường này nè các bạn, nó sẽ trùng với nhau về hai cái phần, về cái phần đỉnh ở đây này nó sẽ trùng với lại cái phần giấy bên này. Đấy, như thế này nha. Vậy các bạn sẽ biến cái phần giấy này lại cho mình luôn. Đấy, thì nó sẽ trùng lại như thế này nè các bạn. Đấy, nên mình sẽ gấp nha, gấp cho các bạn nhìn nè. Đó, thì các bạn sẽ gấp lại như này cho mình nè. Sau đó thì các bạn sẽ miết cái phần giấy này lại cho mình luôn. Các bạn sẽ miết cái phần giấy này lại luôn. Đây, như thế này nha các Sau đó thì các bạn sẽ mở phần giấy này ra lại nè. Đấy, các bạn sẽ tiếp tục gấp phần giấy này vào, xây cho cái phần đỉnh này. Đây, phần đỉnh này nè các bạn, nó sẽ trùng với lại phần này. Về hai cái đường này nó sẽ đi lại, đi liền với nhau nha. Bạn cũng sẽ gấp vào như vậy cho mình luôn. Hãy gấp vào. Đây, như thế này. Rồi các bạn sẽ biết cái phần giấy này lại cho mình luôn nha.
Đây, em biết phần nghĩa lại. Đây. Đây, về các bạn xin mở đây lại nè. Và sau khi các bạn đã thực hiện cái bước gấp giống như mình rồi, thì các bạn sẽ có được một cái, các bạn sẽ có được hai cái đường chiếu như thế này đúng không? Đấy, hai đường chiếu như thế này. Thì bước tiếp theo, các bạn sẽ đưa cái mặt sau này, sẽ đặt lên như trên bàn như thế này như mình này. Đấy, các bạn sẽ dùng hai ngón cái này, các bạn giữ ở cái phần này. Về cái ngón trỏ này các bạn sẽ ép phần này vào. Đấy, ép vào như thế này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ đẩy phần giấy này qua một bên này. Đấy. Và các bạn sẽ ép phần giấy